Ai cũng nghĩ Tết Trung Thu là ngày đoàn viên bên gia đình, cắt từng miếng bánh cũng dâng lên ông bà tổ tiên. Nhưng bạn có nghĩ sẽ có những con người mãi mãi không bao giờ biết được hương vị đoàn viên gia đình là gì? Trung tâm bảo trợ xã hội Mái Ấm An Lạc có thể nói đây là ngôi nhà chung của các bé mồ côi. Chập chững có, đến tuổi ăn học cũng có. Đồng cảm với hoàn cảnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Vinarin Plus đã cùng nhau thấu hiểu và chia sẻ niềm vui vào những ngày cận Trung Thu thông qua hoạt động hỗ trợ mái ấm. Đối với Vinarin Plus, tư duy cho đi chính là giá trị của cuộc sống. Vài bé trong đám đông kia nhận biết được đây chỉ là niềm vui nhất thời, cái niềm vui chỉ để che lấp đi sự thiếu thốn thực tế. Đâu đó trong những ánh mắt trẻ thơ kia, các bé vẫn muốn có được một gia đình đầy đủ. Không hiểu sao, người trong đoàn ai cũng tỏ ra một cách tích cực lạ thường. Kể cả sếp tôi cũng cảm nhận được sự khác biệt từ bên trong. Có lẽ đây là điều mà không ai giải thích được, điều mà người ta gọi là sự cho đi không điều kiện.